Tập 3. Có phải Hướng Phi ở đây không? Dragoo là ai vậy? Ta hỏi ngươi, Hướng Phi ở đây có phải không? Đó là nữ nhân của ta, các ngươi không được đưa đi đâu hết. Mở cửa ra, mở cửa ra. Các ngươi không thể giải mạng ngàn đi được. Các ngươi không có quyền. Các người muốn gì? Đại dương có lệnh, cung nghinh Hướng Phi hồi cung. Hả? Gì chứ? Phu nhân, đại dương đã đón Hướng Phi về cung rồi. Hướng Phi mời người đến chương qua đài gặp mặt. Nhưng trong cung người đông miệng nhiều, chỉ sợ khó tránh khỏi tai mắt của Dương hậu. Nếu là việc của đại dương thì không cần phải sợ Dương hậu giở trò quấy rối. Chúng ta mau đến đại chương qua gặp Hướng thị. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thị thiếp Hướng thị bái kiến cử cơ. Muội mau đứng lên đi, đứng lên. Đại dương đã sớm phong muội làm phi, sao muội lại bái ta được chứ? Dù đại dương đã phong muội làm phi, nhưng muội tự biết thân phận thị thiếp vốn dĩ thấp hèn. Hơn nữa tỷ luôn đối xử với muội như tỷ muội ruột. Mấy năm nay nếu như không có tỷ coi Nguyệt Nhi, Nhung Nhi như con đẻ của mình, thì không biết hai đứa trẻ này sẽ ra sao. Đại ân đại đức của tỷ tỷ nhất định phải nhận của muội một lệ. Tỷ đối với muội ân trọng như núi, muội nguyện lấy tính mạng mình đền đáp. Tình nghĩa của chúng ta đâu chỉ như tỷ muội. Năm xưa muội bị hãm hại, bị đuổi ra khỏi cung, lại bị ức hiếp như vậy. Tỷ tỷ đừng buồn. Mấy năm ra khỏi hoàng cung, muội đã rất nhiều lần nghĩ tới cái chết, nhưng mà trong lòng muội không cam tâm. Một là muội không thể bỏ lại ba đứa nhỏ này, hai là thù lớn chưa trả. Muội đã gặp đại dương chưa? Dạ chưa. Nhưng đại dương đã truyền lời đến nói rằng chập tối sẽ đến chương qua đài để gặp muội. Giờ chỉ có đại dương mới có thể giúp muội, muội cũng coi là khổ tận cam lai. Thời điểm muội cùng Nguyệt Nhi, Nhung Nhi lấy lại ân sủng đã thích hợp rồi đó. E là vẫn chưa chắc chắn. Tuy bây giờ muội đã hồi cung, nhưng hậu cung này vẫn là thiên hạ của Dương hậu. Chỉ sợ đại dương cũng không thể mãi mãi che chở được muội và các con. Đại dương khổ tâm tìm muội, nhất định là tình cũ vẫn chưa phai. Dù đại dương tình cũ chưa phai, nhưng muội gặp chuyện bất trắc, thân thể lại còn bị dây bẩn. Việc khó khăn trước mắt chính là đứa bé này. Đại dương dám giấu cả ta để ả tiện nhân đó hồi cung sao? Dạ. Nếu ngay từ đầu ta nhanh chóng kết liễu ả ta thì sẽ không có trắc trở như ngày hôm nay. Cũng may là tên Ngụy Giáp đã quy tiên, người chết sẽ không thể nói nhiều lời. Nhưng Hướng thị đó hận ta thấu xương cốt, ta chắc chắn sẽ lợi dụng lúc đại dương yêu thương chiều chuộng ả thừa thế xông lên, cộng thêm với cử cơ bên cạnh gây sóng gió. Phải làm sao mới được đây? Dương hậu là chính cung, con trai của Dương hậu là thái tử. Hướng thị đó xuất thân thấp hèn, đốm lửa lập lòe, sao có thể cạnh tranh với dần sáng nhật nguyệt? Có phải chính cung hay không, ai làm thái tử, tất cả đều dựa vào ý của đại dương. Đôi trai gái Hướng thị sinh ra sớm đã được đại dương coi như báu vật. Nếu như ả ta muốn có ngôi vị thì dễ như trở bàn tay. Nhưng Hướng thị tàng tiệu với Ngụy Giáp sinh ra nghịch tử, nếu ả được đắc thế ở hậu cung
chẳng phải là nỗi sỉ nhục lớn của Sở Quốc sao? Ý ngươi là Hướng thị đem theo con trai của Ngụy Giáp trở về cung sao? Dạ đúng. Nghe người ở Đại Chương qua nói, tên tiểu tiện đó đã gần một tuổi rồi. Tốt, tốt lắm. Coi như ta cao hơn một nước cờ. Dù Hướng thị nhà ngươi được Đại Dương quan tâm, cũng là ngọc lành có vết, loại người đã từng bị vết bẩn. Cho dù bây giờ Đại Dương có rung động đi chăng nữa thì cũng không thể lâu dài, chỉ cần tiện nhân đó còn sống. Sẽ có một ngày Đại Dương chợt nhớ đến suốt mấy năm qua ả đã ở ngoài cung làm chuyện dơ bẩn với Ngụy Giáp, Đại Dương nhất định sẽ ghét bỏ ả ta. Quan trọng là trước mắt làm sao để bịt miệng ả ta. Dù muội đã hồi cung, nhưng Dương hậu sao có thể bỏ qua muội, sao có thể bỏ qua Nguyệt Nhi, Nhung Nhi của muội. Muội nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cơ hội này thôi, chỉ có một con đường để đi. Muội lật đổ Dương hậu để đổi lại tương lai sáng lạng cho các con của muội. Muội muội, nhưng dù sao cũng không được suy nghĩ nông cạn. Ba đứa con của muội đều còn quá nhỏ, muội cũng chỉ làm gì các con, còn mạng của muội không đáng tiếc. Bây giờ muội hồi cung rồi, Dương hậu chắc chắn không tha cho muội đâu. Nếu như muội không liều một phen thì chỉ có thể dương mắt nhìn ba đứa con của muội và muội bị bà ta xâu xé. Tỷ tỷ, trước khi muội và Dương hậu kết thúc, nếu muội có thể cùng Nguyệt Nhi và Nhung Nhi gặp nhau lần cuối cùng, muội chết cũng không hối tiếc. Muội muội, xin nhận của muội một lễ. Tỷ tỷ, muội muội mau đứng dậy đi. Mong tỷ tỷ tán thành. Được, ta sẽ giúp muội sắp xếp. Tạ ơn tỷ tỷ. Nguyệt Nhi, mau, mau đi theo ta. Cửu nương nương, chúng ta đi đâu vậy? Đi mau, nếu không đi thì sẽ không gặp được mẫu thân con. Mau lên. Dương hậu tới rồi. Hướng phi vô lễ, sao không đứng dậy hành lễ? Muội muội đại nạn không chết, quả là người có phúc. Nhìn muội muội dung nhan tiều tụy, có lẽ đã chịu không ít cực khổ rồi. Đại Dương đau xót muội, tỷ tỷ lại càng đau xót hơn. Mau dâng đồ lên cho Hướng phi đi. Dạ. Thần thiếp từng chịu đớn đau từ kẻ xấu. Đồ trang sức này, dù thần thiếp có bị đánh chết cũng không dám nhận. Muội muội phái người đến nói là muốn gặp ta, chắc là có lời muốn thưa. Các người lùi xuống hết đi. Dạ. Muội muội, muội làm gì vậy? Thần thiếp mấy năm nay sống không bằng chết, hèn hạ như cỏ dại, đều là nhờ Dương hậu ban cho. Thần thiếp cảm kích ân đức khắc ghi trong tim, dù biến thành trâu ngựa cũng không dám quên. Ta đối xử tốt với ngươi như vậy, thật lòng coi ngươi như tỷ muội. Ngươi vừa hồi cung đã ngậm máu phun người rồi. Dương hậu có hại người khác hay không, trong lòng người rõ nhất. Hướng phi, ngươi đúng là điên rồ rồi. Ta làm gì hại ngươi? Hại ngươi như thế nào? Nói lời vu khống, mau lấy bằng chứng ra. Trước giờ Dương hậu hại người không hề sợ hãi, lần này thần thiếp sẽ không bỏ qua cho người nữa. Đại Dương công bằng, sẽ không vì vài ba lời nói nhảm của ngươi mà đổ oan cho người tốt. Có đổ oan hay không, trong lòng người hiểu rõ hơn ai hết. Có quan hay không phải do Đại Dương định đoạt. Trời xanh có mắt, Đại Dương sẽ làm chủ cho ta.
Được thôi, nhưng người phải lấy chứng cứ ra. Bà nói ta không có chứng cứ. Ta đoán chắc người không có chứng cứ. Cho dù lúc này ta chưa có chứng cứ, nhưng sẽ nhanh chóng có được. Đúng là buồn cười. Chỉ sợ bà sẽ thành trò cười thôi. Đợi Đại Dương nhìn thấy chứng cứ sẽ lập tức trị tội bà. Bà đợi báo ứng đi. Ngươi, một con tiện tỳ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức. Chỉ là tiện tỳ muốn thử cảm giác ngăn chặn xe mã của Dương Hậu. Nếu ngươi thật sự muốn làm kẻ thù của ta, vậy chúng ta hãy chờ xem. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi cho rằng mình vẫn là Hướng Phi sao? Ngươi ở ngoài cung vài năm với tên vô lại Ngụy Giáp, sớm không còn trong trắng sạch sẽ. Sở cung vốn là nơi cao quý, sao có thể dung nạp thân phận bẩn thỉu như ngươi chứ? Thần thiếp quả là vô cùng thấp hèn, nhưng thân phận bẩn thỉu tự có cái hữu dụng của bẩn thỉu. Ngươi đang tự tìm đường chết sao? Dương Hậu nói rất đúng. Dương Hậu đi cẩn thận, thần thiếp không tiện. Nguyệt Nhi, mau đứng lên. Nguyệt Nhi thật sự chạy không nổi. Không đuổi cũng phải chạy. Nguyệt Nhi chạy không nổi nữa rồi. Không hay rồi, nghi trường của Đại Dương. Nguyệt Nhi, chúng ta đi đường tắt, mau lên. Nguyệt Nhi đâu, Nhung Nhi đâu? Không kịp nữa rồi, nghi trường của Đại Dương đã đến bên ngoài cung. Phu nhân không thể chần chừ nữa. Ta biết rồi, để rượu ở đó đi. Người đi đi. Nguyệt Nhi, Nhung Nhi, mẫu thân không đợi được hai con. Nhớ kêu phụ dương của các con làm chủ cho mẫu thân. Mau lên, mau gặp mẫu thân của các con đi. Mẫu thân, mùi sao rồi? Mùi phải ráng lên, mau gọi nữ y. Dạ. Mau lên. Mẫu thân, người sao vậy? Mẫu thân. Nhớ chăm sóc tốt cho Nhung Nhi. Dạ. Dạ, dạ Nguyễn, Nguyễn Nhiễm. Con mẫu nhớ thân rồi chứ? Mẫu thân ơi, con nhớ chứ? Chuyện này là sao? Đại Dương, Đại Dương. Ái Phi, Ái Phi. Đại Dương. Ái Phi, là kẻ nào hại nàng ra như vậy? Đại Dương, rượu, rượu do Dương Hậu mang tới. Ái Phi, người hại thêm cũng là Dương Hậu.
Hoàng Dương phải làm chủ cho thêm. Ái Phi, Ái Phi, Mẫu thân. Ái Phi, Mẫu thân, Mẫu thân. Nàng nói để Hướng thị xuất cung tránh bệnh lại thành ra mất mạng. Nàng đang gạt quả nhân. Tao hỏi nàng, rốt cuộc Hướng thị vì sao lại chết? Thần thiếp thật sự không biết. Thần thiếp nhất định sẽ phái người điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Hướng Phi. Không phiền tới nàng, đem lên đây. Đây là bình rượu của Cao Đường Đài. Bình rượu mã vàng này là Dương Hậu chuyên dùng. Sao nó lại xuất hiện trong Chương Hoa Đài? Đại Dương, bình rượu là của thần thiếp, nhưng nó đâu phải là vật bất ly thân của thần thiếp. Chắc chắn có người đánh cắp nó để hãm hại thần thiếp. Hãm hại nàng à? Truyền tỷ nữ của Chương Hoa Đài lên đây. Truyền tỷ nữ Chương Hoa Đài lên điện. Tham kiến Đại Dương. Người mau nói thật đi, ngươi có nhìn thấy Dương Hậu vào Chương Hoa Đài hay không? Và có nhìn thấy Dương Hậu ở một bên cùng với Hướng Phi hay không? Dạ, nô tỳ nhìn thấy. Quả thực đúng là vậy. Lui xuống đi. Đại Dương, thần thiếp ở một mình với Hướng Phi là sự thật, nhưng thần thiếp không có đầu độc Hướng Phi. Mong Đại Dương hãy minh xét. Vậy thì nàng đến Chương Hoa Đài để làm cái gì? Thần thiếp nghe nói Hướng Phi chịu không ít tủi nhục, trong lòng thấy thương cảm, muốn đến Chương Hoa Đài một chuyến để an ủi muội ấy. Không ngờ sau khi gặp Hướng Phi, thần thiếp và cô ấy nảy sinh bất hòa. Thần thiếp tức giận cho nên bỏ về cung. Kẻ hại Hướng Phi chắc chắn là một người khác. Đừng cho rằng chết rồi không có chứng cứ. Trước khi Hướng Phi bị phát động đến mất mạng, đã đem danh tính của kẻ hãm hại mình nói cho quả nhân biết. Đó chính là Dương Hậu nè. Đại Dương, Hướng Phi chắc chắn nhận chỉ của người khác để hãm hại thần thiếp. Câm miệng. Người trước khi chết luôn nói lời thật lòng, còn chim trước khi chết còn hót tiếng bi thương. Huống hồ Hướng thị tính tình thiện lương, chính vì vậy liên tục bị bày mưu hãm hại, mất đi mạng sống. Còn nàng, nàng nói nàng ấy vu khống hại nàng. Nàng Đại Dương bất giận. Đại Dương bất giận. Đại Dương, vết thương của người chưa lành tuyệt đối không nên tức giận. Đại Dương, chuyện nàng làm ra như vậy sao quả nhân có thể không giận được chứ? Đại Dương, không cần nói nhiều nữa, chúng ta đã kết thúc rồi. Đại Dương, nàng đi đi, quay về Cao Đường Đài của nàng đi, đừng để quả nhân trông thấy nàng nữa. Đại Dương. Dương Hậu, nô tỳ hầu hạ người ăn một chút gì đó nha. Dương Hậu, cháo này là nô tỳ kêu Thiện Phòng. Dương Hậu cẩn thận. Cẩn thận à? 7 năm trước ngươi đã kêu ta cẩn thận rồi. Cẩn thận con tiện nhân Hướng thị và Cử Cơ. Dương Hậu không cần phải quá buồn phiền, sớm muộn gì cũng có cách để giải quyết vấn đề. Hồ đồ, Hướng thị đã chết, bất luận có phải là ta ra tay hay không đều không tránh được liên quan. Huống hồ bây giờ ta mất đi sự tín nhiệm của Đại Dương. Hơn 20 năm nay ta luôn nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng, chưa từng để xảy ra sai sót. Bây giờ ta đi sai một bước, tất cả đều thất bại. Bọn chúng muốn dùng mạng của Hướng thị để đổi lấy mạng của ta. Nếu như ta ngã xuống, bước tiếp theo sẽ là thái tử. Dương Hậu,
Nhi thần bái kiến phụ vương. Còn tới đây làm gì? Phụ vương, chuyện của Hương thị chắc chắn trong đó còn có quẩn khúc khác. Mong hậu con trước đây tấm lòng nhân hậu, nhất định không thể làm ra chuyện nham hiểm như vậy đâu. Nàng ấy tấm lòng nhân hậu sao? Mấy năm nay nàng ấy đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa ở trong cung, con còn cố ý giờ như không thấy, giả câm giả điếc hay sao? Phụ vương, mẫu hậu dù có tội cũng là người vợ kết tóc say duyên với phụ vương và là mẹ ruột của nhi thần. Mong phụ vương nghĩ lại tình nghĩa phu thê và tình phụ tử với hoài nhi, mong người trong lòng từ bi tha thứ cho mẫu hậu. Tình nghĩa phu thê, tình phụ tử à? Nếu mẫu thân con thật sự đối với ta có tình có nghĩa, đã không giết hại người vô tội, sát hại những người ở bên cạnh quả nhân, sau lưng quả nhân rồi. Còn con không phân rõ thị phi, còn dám cầu xin cho ác phụ. Nhưng mà phụ vương tức giận như vậy đã làm cho sóng gió nổi lên ở trong cung, tiếp tục như vậy sẽ khiến cho lòng dân bất ổn, chỉ e là... Câm miệng! Con không biết đúng sai, trắng đen lẫn lộn, mà miệng liên tục biện minh cho ác phụ. Còn không phải vì nàng ta luôn bao che khuyết điểm cho con hay sao? Cho dù con vô dụng, con háo sắc, tự cho mình là đúng, nhưng mà trong mắt nàng ta, con vẫn là bậc hiền minh thánh chủ, là người kế vị duy nhất của đại sở. Đại vương bảo trọng long thế. Con lập tức biến khỏi đây cho quả nhân. Đại sở không có thái tử như con, quả nhân cũng không có nghịch tử như con. Phụ vương! Đại vương đừng tức giận. Cẩn thận đại vương ơi. Đại vương bảo trọng long thể. Long thể của đại vương sao vậy? Không sao, quả nhân nhất thời để khí huyết ngưng động. Có việc gì? À, dạ, sứ thần đất quỷ gửi quốc thư tới. Để ở đó đi. Đại vương, khí huyết ứ động đều do tình chí không thông, ăn uống tà khí, quân tử uống rượu ba chum nên dừng lại. Dương hậu ngỗ ngược, thái tử bất tài. Nếu đại sở này rơi vào trong tay họ, chắc chắn sẽ bị họ làm cho lụi tàn, gia môn bất hạnh. Quả nhân làm sao để giải âu lo đây? Đại vương à, lẽ nào kẻ muốn phế hậu, phế thái tử hay sao chứ? Chuyện này là trọng đại, liên quan tới quốc gia, đại vương ngờ nên cẩn trọng. Ở đây không còn gì của khanh, mà lùi xuống đi. Đại vương à. Rau rượu cho quả nhân. Mẫu thân bị người ta hại chết rồi. Các con đừng quá đau lòng, các con đã cáo biệt mẫu thân của mình rồi. Đại vương sẽ đưa tiễn mẫu thân các con một cách thật phong quang. Sao dương hậu lại hại chết mẫu thân của con? Nơi này là hậu cung, không hại người thì không thể sống. Nhưng mẫu thân con chưa từng hại ai hết. Nhưng Nhung Nhi, chỉ mấy ngày nữa thôi, ca ca bị hoài vô dụng của con sẽ bị đuổi khỏi ngôi vị thái tử. Đại vương sẽ đối xử khác với con, và biết đâu ngày nào đó sẽ lập con làm thái tử. Con chính là đại vương tương lai, đây đều là chúng ta đáng nhận được. Cuối cùng chúng ta cũng chờ được đến ngày này, giá trị vô cùng quý giá này được đổi bằng sinh mạng của mẫu thân các con. Cho nên nhất định các con phải mạnh mẽ lên. Con chỉ cần mẫu thân con còn sống thôi. Không được nói điều ngốc nghếch như vậy. Mẫu thân các con hy sinh rất đáng giá. Nguyệt Nhi, sau này con muốn làm gì thì hãy làm đi. Con muốn trèo cây, đi bắt cá, đi đào dung, để ta xem ai dám cười con nữa. Bọn họ nịnh nọt con còn không kịp. Vậy sao mẫu thân con phải chết? Mẫu thân không chết, con vẫn có thể trèo cây, bắt cá, đào dung mà. Ngốc quá.
năm nay chúng ta phải từng bước đi trên lưỡi dao. Cuối cùng cũng có được thứ mà chúng ta muốn. Trong lòng ta cảm thấy rất vui. Ta muốn tất cả các con cũng vui mừng. Ngày mai khi mặt trời chiếu rọi vào cung điện này thì tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi hết. Đại Mạo. Dạ. Có phải là tóc ta đã bạc rồi không? Dạ không. Dương hậu tóc dài như sơn. Ta và Đại Dương là phu thê bao nhiêu năm, có lẽ Đại Dương cũng không muốn để ta chết. Nhưng nếu như Đại Dương lạnh nhạt với ta, căm ghét ta, khiến cho lũ tiện nhân ở trong cung sỉ nhục ta, chi bằng để ta chết ngay giờ phút này đi. Nhân lúc Đại Dương còn đang tức giận, ta cầu xin Đại Dương ban cho ta cái chết. Tính mạng của thần thiếp vốn là của Đại Dương, thần thiếp bằng lòng đền mạng cho Hướng thị. Chỉ cần Đại Dương có thể nguôi giận, giữ vị trí thái tử của Hoài Nhi. Dương hậu, đứng dậy đi, hầu hạ trang điểm cho ta. Dạ. Ta là Dương hậu, cho dù có chết cũng không được mất thể diện. Dương hậu, đại sự không xong rồi. Sao vậy? Đại Dương ở trong cung uống quá nhiều rượu, vết thương cũ, bệnh cũ đồng thời tái phát, đột ngột hôn mê, không còn cứu được nữa. Cái gì? Che phủ quan tài. Đại Dương. Đại Dương. Che phủ quan tài. Sở Dương bị thương, đột ngột lâm bệnh qua đời, khiến cả nước thương xót. Trong giai đoạn Sở Dương bị thương, sức mạnh của nước Sở đạt tới đỉnh cao, lãnh thổ rộng lớn, sức mạnh vô biên, quân sự hùng mạnh. Sau khi Mỹ Thương qua đời, được phong là Sở Quy Dương. Thái tử Mỹ Hoài kế vị thành Sở Dương, danh xưng là Sở Hoài Dương. Quân thần miễn lễ. Uy hậu. Mẫu hậu. Đại Dương không cần đa lễ. Không biết mẫu hậu tìm đến quả nhân có chuyện gì hay không? Khẩn cầu Đại Dương một chuyện. Xin mẫu hậu cứ nói, bất luận là chuyện gì quả nhân cũng đều đáp ứng người. Tiên Dương đi trước chắc hẳn rất cô đơn, ta xin Đại Dương cho phép để ta được tùy tán với Tiên Dương. Cái gì? Chuyện này không thể, tuyệt đối không được. Ý của ta đã quyết. Sao phải khổ như vậy? Quả nhân biết mẫu hậu và phụ dương tình nghĩa sâu nặng, chỉ vì quá đau thương mới nảy sinh ra ý nghĩ đó. Nhưng Đại Dương xuống dưới đó trên đường chắc chắn sẽ rất lạnh lẽo. Mẫu hậu yên tâm, quả nhân đã ra lệnh cho cận thượng lên danh sách bồi tán, chắc chắn sẽ không để phụ dương phải cô đơn. Danh sách bồi tán đâu? Đưa cho ta coi. Mời mẫu hậu coi. Ngoài chỗ này ra còn có 300 nô tỳ, 300 thị nữ bồi tán cùng với Tiên Dương. Vậy cũng được. Thêm 2 người nữa. Mẫu hậu, mẫu hậu muốn Mỹ Nguyệt và Mỹ Nhung bồi tán cùng phụ dương à? Bọn chúng vẫn còn nhỏ, hơn nữa còn là dương đệ, dương muội của quả nhân. Sao ta không biết chứ? Nhưng đêm qua ta nằm mơ phụ dương con báo mộng nói rằng người vô cùng thương nhớ Mỹ Nguyệt và Mỹ Nhung,
người muốn dẫn bọn chúng đi cùng. Sao ta có thể làm trái yêu cầu cuối cùng của Tiên Dương? Mị Nguyệt Mị Nhung là công chúa hoàng tử mà Tiên Dương vô cùng yêu quý lúc sinh thời. Tiên Dương đã yêu cầu như vậy, không thể không làm theo. Nếu vậy, nếu như mẫu hậu đã nói vậy, quả nhân sẽ làm theo. Quỳ cô, người mau về trước đi. Nô tỳ phải hầu hạ cử cơ. Không cần, người mau về trước đi. Đây là chuyện giữa ta và bà ta. Quy hậu, thần thiếp bái kiến Dương hậu. Phu nhân phải xưng là Quy hậu mới đúng. Đúng vậy, thủy hiệu của Tiên Dương là Quy Dương. Đến nay người đã là mẫu hậu của Đại Dương, vốn dĩ trước cầu xưng hô phải thêm thủy hiệu của Tiên Dương mới đúng. Thần thiếp bái kiến Quy hậu. Một nữ nhân cuối cùng chịu đựng đến mức thêm thụy hiệu của chồng vô trước tên xưng hô của mình. Đời này sẽ không còn ai dám đè đầu cởi cổ ta nữa. Không cần phải tranh sủng với ai, cũng không cần phải lo lắng bị thất sủng, càng không phải lo sợ sẽ có người tính toán mưu hại mẹ con ta. Thật là sung sướng biết bao nhiêu. Lời của Quy hậu nói rất đúng. Ngươi đã thắng rồi. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn thắng thua với ta sao? Cho dù như vậy, nhưng thần thiếp vẫn có một chuyện không rõ. Nói. Ngươi muốn lấy tính mạng của hai con Hướng thị, lại nói Tiên Dương báo mộng muốn Mị Nguyệt và Ngụy Nhung bồi tang. Thần thiếp thực sự không hiểu. Nếu ngươi đã ghét thần thiếp như vậy thì càng nên để thần thiếp chết trước. Sao lại giữ lại tính mạng của thần thiếp làm gì? Ngu dốt như vậy mà còn đến đấu tranh với ta. Bây giờ trong cung ai là Đại Dương? Mị Hoài. Không sai. Ta sinh ra Mị Hoài để ngươi chết giống như dẫm chết một con kiến. Đáng tiếc ở trong cung vốn dĩ chết còn dễ hơn sống, nên ta giữ lại ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết là việc vô cùng thú vị. Ta để ngươi nhìn thấy Mị Nguyệt Mị Nhung chết, nhìn thấy hy vọng cố gắng của ngươi suốt bao nhiêu năm nay bị đem đi tùy tán cùng Tiên Dương. Ta muốn ngươi sống tốt ở trong cung, để sau này mỗi ngày đều trở thành nỗi dày dò đằng đẵng đau khổ của ngươi. Khiến ngươi chết sao? Không. Vậy là quá dễ dàng cho ngươi rồi. Thần thiếp đã hiểu rồi. Không, ngươi vẫn chưa hiểu đâu. Thắng bại lần này của hai ta chỉ trong thời gian ít ỏi. Nếu vận mệnh có sai sót, người ngồi ở đây là ngươi, và người nằm dưới chân xin chết là ta. Muốn trách chỉ có thể trách vận mệnh của ngươi không được may mắn thôi. Bà có thể không nể tình với ta, nhưng mà Mị Nguyệt Mị Nhung vẫn là hai đứa trẻ. Rốt cuộc phải làm sao thì ta mới có thể bảo toàn tính mạng của hai đứa trẻ đó? Trừ phi có người đi hỏi Tiên Dương, để Tiên Dương tự miệng nói với ta người không cần Mị Nguyệt Mị Nhung đi theo tùy tán. Tiên Dương đã qua đời rồi, liệu ai có thể đi hỏi Tiên Dương? Nếu không ai có thể hỏi được Tiên Dương, vậy ta cũng đành lực bất tòng tâm. Phu nhân. Phu nhân. Mau buông ta ra. Người đã biết trước nay ta không hề thích người khác quá thương thiết với ta. Quy hậu đã nói, trừ phi có người hỏi Tiên Dương, Tiên Dương không cần các ngươi ở bên, các ngươi mới có thể thoát chết. Chuyện này sao có thể chứ? Con và đệ đệ thật sự phải chung cùng phụ dương sao?
Sự thật là vậy. Ta không muốn gạt các ngươi, còn gạt cũng vô ích, bởi vì đã không còn cách nào khác nữa. Phu nhân, Dung Nhi không được chết. Té té, ngày mai Quy cô sẽ đi xin Quy hậu. Quy cô nguyện chết tha cho các con. Cậu xin bà ấy buông tha các con. Ta mệt lắm rồi, có chuyện gì để mai rồi nói. Mẹ Nguyệt bái tạ ơn đức dưỡng dục của cửa nương nương. Ngày mai Nguyệt Nhi và Nhung Nhi đi rồi, sẽ không có cơ hội này nữa. Đây là vật Mỹ Nguyệt yêu thích, sau này không dùng tới nữa. Xin tặng cho cửa nương nương làm kỷ niệm.